Chuyện tâm linh kỳ bí nhưng có thật tại bãi đá dưới gốc cây Thoại Sơn Giang. Ai đi ngang cũng phải tìm đến và cúng vái tìm sự bình an. Theo người dân kể lại, dưới gốc cây cổ thụ này hàng chục năm về trước đã có một người Tây nằm xuống và ra đi mãi. Và kể từ đó cứ chờ chạng vạng sụp tối, người dân ai đi ngang thì sẽ thấy một bóng hình lạnh cả sống lưng. Nhưng điều kỳ lạ, bóng hình này chưa từng hại một ai mà ngược lại còn giúp đỡ cho bà con ở đây. Duyên gia chủ thì trúng số đặc biệt đổi đời. Chuyện về cây cổ thụ này xin mời cả nhà cùng xem tiếp video để hiểu rõ hơn. Em ở đây cả nhà, nhưng mà ở đây tượng Phật Văn Âm rất là nhiều luôn. Buổi tối hôm nay em đi ngang em thấy rất là lạ luôn cả nhà. Hồi nãy thấy chị gái kia ngồi ở đây để thắp hương đó, không biết sao mình có lại đây mình hỏi, thì nói đây là ngôi miếu rất là linh thiêng ngày xưa. Đây là cái bãi đá ngày xưa cả nhà tại Thoại Sơn An Giang. Nay bây giờ họ đã làm một cái công viên rất là lớn luôn, rất là hoành tráng để cho mọi người để tập thể dục ở đây đó. Nhưng mà ở đây họ đã làm lớn hơn cái ngôi miếu chỗ này để cúng các vị như Phật và các bổ địa này ở đây nghe nha. Và nghe nói ngày xưa ở dưới ngôi miếu này có một pháp đây nghe nha. Người chú đã từng trúng số một lần an ủi và một lần đắc và đã sửa lại cái miếu chỉnh chu hơn. Mà theo nghĩ đây là cái miếu ngày xưa nhỏ như thế này. Ở bên trong thấy có vài cái điêu thổ địa dưới một cái cây rất là lớn luôn, cổ thụ luôn đó nha. Và bây giờ mình sẽ tìm một người nào đó dân địa phương ở đây để hỏi thêm về câu chuyện của ngôi miếu tại đây để cho các bạn hiểu rõ hơn. Ông trúng số nhưng mà bà đó bà trúng số đó. Ông mà em hỏi là anh biết ngôi miếu này lâu chưa? Biết là từ hồi lúc làm đá tới giờ. Từ lúc là cái công viên này chưa làm. Là mấy chục năm về trước rồi. Vậy là anh hay thường đi ngang qua lại đường này mà có gặp ma không? Không. Thì có miếu này thì linh. Thì không có gặp ông thần nhưng mà người ta nói là miếu này linh. Linh mà anh có gặp điều gì linh không? Em ha, em thì bán giấy số mau đắt, mau hết. Là ế ế lại xin ổng không? Ế ế là xin ổng, ổng cho bán được. Có luôn trời, nó nổi da gà vậy? Có. Thiệt. Ví dụ em ế cỡ chừng nhiêu phải không? Em đi lại em nói ông đệ ông thần tài gì đó cho em, cho con độ, cho con bản số màu hết là cỡ chừng tới chiều hết trơn, cỡ 4 giờ hết trơn. Rồi cái này có ấy giờ anh lãnh giá thế này này hả? Cái này bán mới, được rồi nãy giờ anh chạy ngang đây gặp mấy em anh cầm gì cái số cho anh đó, chắc ông đăng độ cho anh hay gì phải không? Cái là anh thấy thấy đứng sừng sừng đây nè, em mới không biết rồi em mới chạy lên đằng kia quay đầu lại. Quay lại bán được phải không? Như bình thường là nè, em bán mấy trăm tờ? Em bán con trăm mấy à, em bán tiếp mẹ em. Mẹ em, anh bán hơn cái gì? Dạ. Mẹ em bán nhiều hơn anh cái gì? Mẹ em bán nhiều hơn. Thì dạ. Tại bà lãnh tới 300-400 tờ lận. Rồi em mới thấy gì, em mới vừa làm đá đó. Rồi vừa lãnh số bán tiếp bà. Vậy là mỗi ngày anh đi bán là phải đi ngang đây rồi hấp nhang xin. Có hấp dạ. Nhang hay là thuốc gì không? Không, cái này đi lại là gian giái, họ không dám thắp nhang. Chỉ có giá thôi. Dạ. Không dám là tại sao vậy? Không phải là không dám, tại vì không, tại vì giấy số còn nhiều quá đi bán. Dạ. Rồi nếu mà ở đây ta độ anh gì rồi đó, rồi có trả lễ gì không? Không, cái đó chưa chắc ăn. Chừng nào mình trúng mình mới trả lễ. Có, đã độ anh bán giấy số được mình phải trả lễ chứ. Thì chừng nữa thì mua nải chuối rồi cúng. Rồi nghe nói ông nó thích ăn cá lóc, bên kia bán cá lóc quầy rồi nó mua cá lóc quầy, ta cũng đâu biết được anh nữa, vài bữa anh cũng không đặc biệt là sao, phải không? Có bữa nào xin trúng số chưa? Chưa. Thử đi, lâu lên thử. Bữa nào biết đâu trúng. Xin cho con trúng số đặc biệt gì đó, cúng con cá lóc thử biết đâu mấy ông độ được. Nó không độ đâu nha. Trúng đặc biệt cúng con cá lóc không ai độ đâu. Phải giá trúng chậm chút. Phải không anh? Ta mới độ mình chứ. Không mà em hỏi thì canh từ hồi
xưa giờ nó khu vực này anh có gặp điều gì tâm linh ở gì vậy chứ? Thì hồi xưa giờ em chạy qua chạy lại thì em có thấy một người, một bóng đi qua đi lại. Nam hay là nữ? Nam. Chính xác không anh? Cái này có sao mình chia sẻ vậy nha anh? Mày ừ. Em không ép vậy nha. Có. Và thấy sao? Tại hồi xưa ở đây Giác Thành nè, rồi con bóng đi qua đi lại. Đi qua bên kia thôi. Không có anh sợ không? Tại vì hồi xưa này nó đâu có công viên này đâu. Là cái khúc đường này nó sẽ rầm thục xuống dưới hả? Đúng rồi. Lúc xưa là ở đây là cái bãi đá. Bãi đá. Bãi đá hồi xưa ở đây không? Dài đến đó. Không. Hồi xưa là không, hồi đó là không có. Cái có bãi đá. Đó, anh gặp cái người đó là anh có cảm giác sợ hãi hay là sao không? Cũng hơi ấn ấn ốc. Chạy ngang đây là hơi ấn ấn ốc. Tại vì bây giờ á, hiện bây giờ á là ở đây nó đông rồi, nó không có ấn ốc. Hồi xưa á, là lặn dưới sông á cũng ít thấy lắm. Mà lên bờ á là thấy người đi qua người đi lại. Rồi lỡ như tối nay anh bán vé số giờ anh gặp là sao? Gặp là gặp ở bên kia. Bên kia còn linh nữa. Trời ơi. Dùng này dữ vậy anh. Cũng như là cái người mà đi qua đi lại đó thì theo anh đó là cái đó là vị thần hay là những cái người khuất mặt ở khu vực này? Chắc cái đó không biết, cái nên đó chắc người khuất mặt quá. Qua đi lại á. Có thấy rõ được mặt của người ta không? Không. Chỉ thấy bóng đen. Bóng đen hả? Bóng dáng người đàn ông mà bóng đen. Có chỗ kia nó kè trắng tanh nè. Mà có người đi qua đi lại luôn. Đi qua vậy đó hả? Ừ. Nhưng mà ý là ở đây nè, có bao giờ mà anh nghe ta kể lại là có người nào bị nhát chưa? Cũng có mà ít. Hồi xưa hả? Ừ. Là nhát là nhát sao? Nhát là không biết, em không biết nghe ta kể sao. Nhưng mà tại vì á là em nghe vậy thôi. Em nghe có người nhát. Còn cái cây cổ thụ này là có từ ngày xưa hay là sau này công viên người ta mới làm lên? Cái này á, cái này chắc có hồi xưa giờ. Tại cái công viên này là làm mới đây. Là cái cây cổ thụ này có từ lúc có mưa miếu hả? Đúng. Rồi, lâu dữ lắm rồi. Ở đó là cũ kỹ dữ lắm rồi, ông chủ quán không sửa này đẹp. Tại vì tự nhiên có cái bà đó là bà cho vô bà lên. Bà nói xuống tới dưới kêu quả là phải lên đây cúng với đầu heo. Rồi bà đi tìm dữ lắm thì gặp. Vậy là cái miếu, cô cái miếu này là độ một người trúng số đặc biệt hả con? Thì ông chủ cũng ông sửa lại ông trúng. Chủ quán. Nhiều năm cũng ra thắp nhà ông sửa sang cúng lại hoài. Đó là trúng số đặc biệt hay sao vậy cô? Trúng đặc biệt. Dạ. Rồi chỉ có một lần đặc biệt thôi hay là có? Trúng lô 30 này kia rồi. Hai mũi luôn. Hai mũi. Hai mũi lần nữa. Là hai lần. Thiên. Như cô nói là ông chủ của chúng rồi, còn ở đây còn cô bác nào ở đây trúng không cô? Không, ông là trúng, mình chỉ có ông mà ông thắp nhang hoài thì ông trúng. Mình đâu có lại đâu. Tôi nhát ra tôi nhẹm vía tôi cũng dám lại. Tôi bị bệnh lần rồi tới giờ tôi sợ luôn, tôi cũng dám lại. Cô bệnh mà cô cũng không có qua đây xin hả? Qua giái dữ lắm mà tôi giái không được, rồi ông chủ ông giái mới được. À cũng như là cô kể là từ khi cô qua bên đây cô xin mấy cái chung, cô thấy chung mới quá cho nên là cô xin về. Xin về đó mình thờ, mình để dành mình chân mình coi á, tại vì của người ta bỏ ta linh miếu á. Dạ. Nhưng mà đem về rồi là đi tới bị bệnh liền. Bệnh đi ra đi nó luôn á cô. Luôn đi bá lạnh nhưng mình bị sức cái hồn ngay á. Nó lơ thơ lỉnh thỉnh con người mà giái rồi á. Ê, cô biết cô sức hồn luôn hả cô? Biết luôn á. Tại vì mất cái ông thầy đó, ông kêu tên kêu tuổi mình giái vàng lắm biết. Giái ba lần không hết mà tôi nhờ ông chủ giái nữa hết. Yeah. Nhưng mà cô có gặp hình bóng của ai hay gì không? Không dạ. Chỉ mình biết mình lấy là đem về ứng cho mình biết là mình lấy cái đó mình bị phạm thôi. Mà mình biết mình bị bệnh là mình biết liền. Mặc dù mình đã có xin rồi. Không có xin. Tại vì thấy người ta bỏ đó. À, mình ra mình dẹp dọn cho gọn rồi mình thấy đẹp quá mình tính lấy về đặt mình thờ coi chân coi. Yeah. Rồi đem ra trả liền đêm đó luôn. Lúc đó khoảng 9-10 giờ phía chạy ra đây trả người giái lại cho mình xác định. Dạ. Yeah. Tới nguyên ngày sau nữa nè, ông chủ cũng giái gì. Cô thầy á, thầy đó. Là cái lời là trả lễ cho ta. À khi còn cô lấy là cô thấy lừng sừng trong người liền luôn hả? Bị liền, về là chừng khoảng tiếng hồi sau là bị liền.
là cô có cảm giác là cô biết bị phạm về cái gì đó rồi, là mình nghi rồi, là mình nghi rồi mình biết liền cái này giờ đâu có bị bệnh vậy. Là trong người mình nó sao, nó lư thư lẫn thận hả? Nó kỳ cục, nó mệt mà nó làm cho người mình mệt đó, lần sừng như thiếu ngủ hả con? Ngủ thì ngủ không được. Mà cô có nghe âm thanh gì không, hay là cô có thấy hình bóng gì không? Tự nhiên cảm ứng trong đầu mình cho mình biết là mình phạm tội chỗ này. Đầu lấy ba cái chung, ba cái dĩa ra trả liền, rồi giấy lại thắp nhang lại liền. Lúc đó khoảng 9-10 giờ kia. Cái lúc mà cô đem trả đó là cô có bị rùng mình hay là bị giỡn gì không cô? Có. Tại vì linh dữ lắm, mà từ đó tới giờ là tôi không dám qua tới cái miếu này luôn, rồi bệnh bây giờ quá. Cái sự việc nó xảy ra lâu chưa cô? Cũng lâu rồi, năm rồi. Năm rồi à? Ở đây nè. Ở năm rồi. Là khi mà cô lấy đó, là cô bị rừng người hay là khi mà cô trả cô mới bị sực sực? Lúc mình lấy về bình thường không có gì hết, mà chừng về nhà là bắt đầu bị. Rồi cô đem trả là cô để đầu xuống là mệt. Cô nó mệt hoài, mệt hoài, khó chịu nữa. Bắt đầu con bụng là nguyên là biết là mình phạm cái này. Bắt đầu đem ra trả giá liền cái đó luôn. Hết rồi lúc nào mới kêu chủ trái lại tiếp rồi. Dạ. Tới giờ qua cô cũng chỉ còn tại vui, còn khô, còn cá lóc. Tại vì có thầy này người ta kêu đó thì mình làm đi chị. Nó mệt dữ lắm rồi, mệt mà cái mắt mình nó cũng như là nó đóng cái đèn luôn á, mệt mình ngủ không được. Vừa đi thầy cũng không hết luôn. Rồi bắt đầu giái chịu rồi mới đi thầy mới hết. Đi thầy rồi thầy cũng kêu hồn, trục hồn như vậy. Ủa vậy là cô bị xúc hồn ra luôn á hả? Bị xúc hồn luôn. Ủa ghê vậy? Mà xúc hồn trong lúc đó là cái hồn mình đi đâu cô? Biết đi đâu mà đâu có biết đâu. Chỉ biết con người mình lúc đó xúc hồn mất tiêu, còn mệt mình chỉ còn có hồn chạy thôi chứ hồn không. Nó lơ thơ lẩn thẩm à. Con có cảm giác giống như ở đây là cái ngôi miếu mà của ai đã thờ bùa ngải ra là của một cái tổ thầy nào đó mới bị như vậy á. Nghi cũng như là cái ông thần ở đây, ông thần cây chỗ này, người gốc cây. Tại vì ổng đi tới với sổ gô mà ổng kêu người ta luôn. Đi tới với đâu cô? Sổ gô đó. Sổ gô là ở đâu cô? Ở Gạch Giá mình đi vô nè. Từ đây xuống Gạch Giá xa lắm nha. Mấy chục cây. Sổ gô đó thuộc về mà nó bả lên rồi bả cúng cái đầu heo rồi bả mới vô quán bả cho rồi bả mới nói, mình mới biết. Bà nói là kêu bà lên đây cúng vậy đó, rồi chỉ cái ngôi miếu ở trước cửa cái quán mà có cái cây. Yeah. Bà nói ra mà mới biết. Cô là cũng hay ở xa mà cũng biết hết. Linh lắm. Hay hay. Rồi kể từ khi cô bệnh là cô không có dám qua bên đây luôn. Nhân quà bà nhân quà. Thấy chị chịu và sao đến đây quay quại nó chịu gì. À, có nghĩa là cô sợ con xin một cái gì mà không được, không xin phép ra. Cô muốn qua nhắc nhở đúng không? Muốn cái gì thì phải đốt nhang giấy. Dạ mấy đứa con nãy giờ có nhấp hay thắp nhang giấy hả cô? Giấy chung số hả cô? Giấy chung số con rồi. Xin chung số đặc biệt hả cô? Có khi nào chúng không cô? Cô biết đâu, chuyện của ổng. Nhưng mà lâu rồi, nhưng mà cô có gặp hình bóng gì ở đi qua đi lại hay là gì hả cô? Cô gặp chỉ nghe nhỏ con của chủ quán á, là lúc khoảng 12 giờ khuya rồi đó là có người ta chạy ra đây, người ta mình nói nghe chạy ra đây thắp nhang, cứ lâu là khoảng 12 giờ không có người ta thắp nhang. Dạ. Hôm nay cô dám vào đây hình như là cô thấy cảm giác sợ cô vẫn còn vậy, nãy giờ cô đứng cứ sợ run run sao? Không dám lại gần luôn á. Chỉ muốn khoảng vài bước chân thôi, không dám lại gần luôn. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Rồi, chào cô ạ. Dạ, chào cô. Xe cô ơi.